Ông Trần Văn Sang, nông dân phường Dương Nội, từ một người khỏe mạnh đã trở thành tàn phế khi mãn hạn 20 tháng tù giam từ trại giam số 5 Thanh Hóa. Ông Sang là một trong những người bị thu hồi đất ở phường Dương Nội mà không được doanh nghiệp đền bù thỏa đáng. Tuy vậy, nhà cầm quyền vẫn quyết định cưỡng chế. Ông Sang đã cùng nhiều người khác đấu tranh để giữ lại mảnh đất của mình cho đến khi bị bắt giữ vì cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra khỏi trại giam vào sáng ngày 26 tháng 11, ông Sang cáo buộc những viên công an đã hành hung dẫn đến tàn phế lúc bắt giữ vào ngày 26 tháng 3 năm 2014. Có nghĩa là có độ khoảng tầm 5-6 người đấy, ập đến, một người mặc quân phục, độc lận bách, bắt vào đâu mấy người kia mặc dân sự, là nhảy vào là hành hung, gọi là đánh tôi. Đánh tôi thì họ đánh bằng chân tay, không biết không khí không đi mà thấy đánh túi bụi người đó. Xong là bẻ quạt tay, xong là móc vào hàng, móc tím hết cả hàng. Đấy, thế này. Lôi đi chi con nợ, xong bắt đầu là họ lôi tôi đi, xong họ tống luôn cho lên xe ô tô, là họ cho vào, tống luôn vào đó. Những người thân trong gia đình đều khẳng định sức khỏe của ông Sang hoàn toàn bình thường trước khi bị bắt. Từ trước đến giờ là cháu khỏe mạnh. Nó đi lái ô tô được, chứ không phải là nó ốm yếu. Thì em tôi thì là một người thanh niên, rất là khỏe mạnh. Trước khi bị bắt thì em tôi là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Em tôi vẫn đi làm như những người thanh niên khác. Thế nhưng mà sau những cái một cái trận đòn mà để nhử em tôi ra ngoài đường để đánh, xong rồi bắt bỏ tù em tôi, thì đến bây giờ hiện nay thì em tôi hai cái đôi chân của một thanh niên thì bây giờ là thành tàn tật. Theo cáo trạng, năm 2007, nhà cầm quyền tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội, ban hành quyết định cho phép công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội đầu tư dự án xây dựng khu đô thị mới tại xã Dương Nội. Trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất, một số người dân tại phường Dương Nội đã không chấp hành chủ trương thu hồi đất của chính quyền, ngăn cản hoạt động thi công của doanh nghiệp. Bản án phúc thẩm cho rằng, ông Sang và những người dân phường Dương Nội đã có hành vi, lời nói cố tình chống lại lực lượng thi công, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng trong khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Tình trạng nhiều tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khi ra khỏi tù một thời gian, bỗng nhiên qua đời vì bệnh tật, hay bị suy kiệt, tàn phế khi được trả tự do không phải là chuyện lạ. Trước đây, tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định, Huỳnh Anh Trí qua đời chỉ vài tháng sau khi ra khỏi nhà tù hay bị liệt ngay trong trại giam như ông Sang, vẫn không có một ai phải chịu trách nhiệm. Phóng sự của SBTN tường trình từ Hà Nội, Việt Nam.